Vâng, xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những cái thông tin và những cái chia sẻ mà liên quan đến tình hình thế giới. Bây giờ cũng là cuối tháng 5 rồi và chúng ta sẽ kết thúc một tháng mà nhiều biến động, và chúng ta sẽ bước vào tháng 6, cái tháng mà gọi là chính hạ, cái tháng giữa hè, với nhiều sự kiện có lẽ nó cũng nóng bỏng không kém gì thời tiết, đúng không quý vị? Quý vị đừng quên là hãy ủng hộ chúng tôi mỗi ngày bằng cách bình luận thật nhiều những comment của quý vị, là giúp chúng tôi lực lan tỏa thông tin rất là nhiều. Và điều đó vẫn mong là quý vị tiếp tục duy trì sự tin yêu, sự tin cẩn của quý vị là cái điều mà giúp chúng tôi có thể là liên tục đồng hành, liên tục tạo ra những sản phẩm mới. Quý vị đừng tiếc những lời khen cho những sản phẩm đó. Mong rằng là chúng ta có thể là tiếp tục đồng hành trong nhiều cái chương trình khác. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ông Prigozhin và tập đoàn Wagner. Có nhiều thông tin nói rằng là ông Prigozhin là cái người mà thời gian gần đây đã lộ rõ ra một cái sự bức xúc, một cái mà thậm chí nhiều người, nhiều blogger quân sự Nga còn nói rằng ông ấy đang muốn làm phản. Ông Prigozhin từng là cái tay chân rất thân cận với ông Putin. Dường như mới đây một lần nữa ông ấy đã gián tiếp làm suy yếu quyền lực và chế độ của Tổng thống Putin, khi mà đã trả lời câu hỏi của một số nhà báo về việc là truyền thông nhà nước Nga đang cấm bất kỳ cuộc thảo luận về lực lượng Wagner, và nói rằng là các quan chức Nga giấu tên sẽ chỉ được hưởng lợi từ sự kiểm duyệt như vậy trong khoảng thời gian gần đây. Từ 1 đến 3 tháng trước khi mà người dân Nga là sẽ bắt đầu ghét các quan chức, ông nói như vậy, bởi vì cái sự kiểm duyệt như vậy. Ông Prigozhin tuyên bố rằng các quan chức Nga sẽ có thể tận hưởng khả năng lịch sử của mình trong việc kiểm duyệt xã hội Nga nếu Nga không bắt đầu cuộc chiến Ukraine. Và sau đó đã đưa ra một lời khuyên cho một quan chức giấu tên rằng là thế này: nếu ông đang bắt đầu một cuộc chiến thì hãy có bản lĩnh, ý chí, và chỉ khi đó thì ông mới có thể đạt được điều gì đó. Và việc như vậy thì ông Prigozhin ông ấy ám chỉ rằng là cái việc mà đạt được một cái thành công ở một cái thành tích thực sự thì sẽ giúp cho các quan chức tránh nói dối về việc xây dựng các tòa nhà mới, các ga tàu điện ngầm, để trông chúng cố gắng trông đẹp mắt hơn. Và những cái lời này của ông Putin, xin lỗi, của ông Prigozhin có thể là đang nhắm tới Putin. Cái người mà truyền thông nhà nước Nga thường miêu tả ông là một cái lãnh đạo quan tâm tỉ mỉ đến các cái cơ sở dự án hạ tầng nhỏ và cuộc sống của người dân Nga bình thường. Ví dụ như ông Putin từng tổ chức các cuộc họp báo về đường dây trực tiếp kéo dài hàng giờ đồng hồ với các cử tri, trong đó ông thường là trả lời các câu hỏi cho các chính quyền địa phương và xây dựng một cái hình ảnh là một lãnh đạo gần dân. Như những lời của Prigozhin có vẻ như đang nói về cái điều đó. Và một số chuyên gia họ nói rằng ông Prigozhin có thể đang tấn công ông Putin vì đã không trao cho ông Prigozhin một số cái phần thưởng như đã hứa khi mà tập đoàn Wagner này họ chiếm được Bakhmut. Các cuộc tấn công trước đó của Prigozhin để mà xây dựng cái hình ảnh cho mình đều là nhằm vào các nhân vật mà dưới quyền ông Putin. Nó đã diễn ra vào ngày 9 tháng 5, cái ngày lễ mang tính biểu tượng mà ông Putin có thể muốn sử dụng để mà miêu tả cái chiến thắng mà Nga đã tuyên bố tại Bakhmut như là một thành tựu tương đương với cuộc tấn công của Liên Xô Berlin năm 45. Truyền thông nhà nước của Điện Kremlin đã so sánh việc chiếm giữ Bakhmut với chiến thắng của Liên Xô tại Berlin vào ngày 21 tháng 5 vừa rồi. Và điều này có thể cho thấy là Điện Kremlin đang chuẩn bị rất nhiều cái công đoạn để mà liên kết cái chiến thắng Bakhmut với ngày chiến thắng, và làm dậy lên cái lòng tự tôn dân tộc. Nhưng mà ông Prigozhin thì tuyên bố là Wagner đã chiếm được Bakhmut một cách hiệu quả vào ngày 10 tháng 5 và dọn sạch thành phố vào ngày 20 tháng 5. Và đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc đánh chiếm thành phố này là do Bộ Quốc phòng Nga đã giữ lại đạn dược và không cung cấp đạn dược cho họ. Và ông này cũng tuyên bố là các cuộc tấn công vào máy xay thịt Bakhmut, cối xay thịt Bakhmut đã khiến một nửa quân đội Ukraine bị thiệt mạng. Dù rằng là những tuyên bố này nhiều người nói rằng đó là một tuyên bố sai lầm. Ông này cũng tuyên bố là
Wagner đã mở bàn đạp cho các hoạt động tấn công tiếp theo ở Donbass và lưu ý rằng là các lực lượng chính quy Nga có thể tiến đến sông Dnipro, chiếm lãnh thổ của 4 khu vực bị sáp nhập và chiếm các thành trì Ukraine ở phía Tây và phía Nam, phía Bắc Bakhmut, nhờ là có Wagner dọn đường. Và đây là những lời chọc ngoáy thực sự của ông Prigozhin với ông Putin và Bộ Quốc phòng Nga. Cộng với việc là ông khoe khoang liên tục về thành tích của Wagner, cho thấy ông ấy đang thất vọng vì đã không nhận được một số tiền bồi thường như đã hứa cho chiến thắng của mình ở trận chiến Bakhmut. Cũng có nguồn tin nói rằng là Bộ Quốc phòng Nga đã cố tình phá hoại Prigozhin vài ngày hoặc vài tuần trước ngày 9 tháng 5 để ngăn việc Wagner chiếm được cái phần đất còn lại ở phía Tây Bakhmut trước ngày chiến thắng, như mà ông này tuyên bố. Và ông Prigozhin thậm chí đã từng nói rằng là nếu như ông được giao cho 200.000 lính thì Wagner sẽ có những bước tiến lớn hơn nữa trên tiền tuyến. Tuyên bố ngày 28 tháng 5 vừa rồi của ông Prigozhin và những cái hành động trước đây của ông ấy có thể cho thấy rằng là ông ấy đã hình dung ra một cái kịch bản, đó là mở rộng Wagner và gạt cái lực lượng chính quy Nga sang một bên, thay thế các quan chức quân sự Nga bằng nhân viên trực thuộc Wagner. Thế nhưng mà ông Putin thì lâu nay là một người mà không thích rủi ro. Là một người không thích rủi ro, là một nhân vật mà không thích rủi ro. Ông ấy quan tâm đến chế độ của mình hơn. Và do đó là sẽ không bao giờ đáp ứng các điều kiện mà các yêu cầu rất là cấp tiến của Prigozhin. Và ông thà là giữ lại các quan chức quốc phòng mà bị cho là hoạt động không hiệu quả, cầm quân không hiệu quả, còn hơn là tin tưởng vào ông Prigozhin, một người cũng khá là đồng bóng. Có thể nói là như vậy. Thậm chí là Wagner họ còn đã tổ chức một cái cuộc biểu tình ủng hộ Wagner mà diễn ra vào ngày 28 tháng 5 bất chấp lệnh cấm biểu tình của chính quyền thành phố Yekaterinburg. Bây giờ thì những cái hoạt động mà biểu tình như vậy thì nó là bị coi là bất hợp pháp ở Nga. Từ 100 đến 150 ô tô của các lính Wagner và những người ủng hộ đã tổ chức một cái lễ rước từ Yekaterinburg đến một nghĩa trang ở Berezovsky, nơi mà những người ủng hộ họ đặt vòng hoa tại những cái tượng đài, những cái mộ của các binh sĩ Wagner. Một số nguồn tin đối lập của Nga tuyên bố là chính quyền địa phương đã cấm Wagner tổ chức các cuộc biểu tình và diễu hành như vậy, nhưng họ đã bất chấp và tiếp tục làm. Đoạn phim cũng có cho thấy rằng là có nhiều ô tô sang trọng tham gia cuộc diễu hành này. Và có thể là cái giới chức thượng lưu họ cũng ủng hộ Wagner. Họ cũng có sự ủng hộ đối với Wagner, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta thấy câu chuyện này đang ngày càng phức tạp hơn. Và có vẻ như là ông Prigozhin đang muốn tập hợp sự ủng hộ của mình ở bên trong nước Nga để làm một cái gì đó. Tôi vẫn chưa khẳng định là ông ấy có muốn đảo chính hay làm gì không. Nhưng chắc chắn là ông ấy đang muốn là tạo dựng cho mình một cái ảnh hưởng lớn hơn. Tạo dựng cho mình một cái ảnh hưởng lớn sau trận chiến Bakhmut này. Thậm chí gần đây ông trùm Wagner còn tuyên bố và dự đoán rằng Ukraine có thể dễ dàng giành lại lãnh thổ từ Nga thông qua các cuộc phản công mà đã được dự đoán từ trước. Sau khi mà chiến tranh hồi đầu nó bế tắc thì ông Putin đã chuyển hướng sang tập đoàn Wagner với hy vọng là dùng các cái lính đánh thuê đó để mà xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho mình. Và Wagner bây giờ thì họ đã là một cái lực lượng chính trong việc kiểm soát Bakhmut, một chiến thắng mà hiếm hoi của Nga trong suốt cả năm qua. Thế nhưng mà sự nổi lên của Wagner nó cũng đã khiến cho Prigozhin, một doanh nhân và là một người bạn mà có thể gọi là tâm giao của ông Putin trước đây, đã biến đổi thành một người ngày càng chỉ trích giới lãnh đạo quân sự của Moscow. Người ta nói rồi, đánh chó phải ngó mặt chủ, đúng không quý vị? Khi mà ông ta chỉ trích các cái cấp dưới thuộc cấp của Putin, phải chăng là ông ta cũng đang chỉ trích ông Putin vì cái tài dùng người và cái tài nhìn người không được tốt lắm của Putin chăng? Có người nói rằng ông Prigozhin là người kế vị tiềm năng của Putin cho cái vị trí tổng thống. Nhưng mà những cái tham vọng của ông ấy đã bộc lộ quá sớm và đã gây rạn nứt nghiêm trọng
trong quan hệ giữa ông ấy và Bộ Quốc phòng cũng như là với ông Putin. Và bây giờ Wagner nó đang trở thành cây gai trong mắt. Từ xưa thì đã có rất nhiều câu chuyện như vậy, tương tự quý vị hẳn còn nhớ trong lịch sử. Công cao lấn chủ là thường là sẽ bị rước họa vào thân và thường là sẽ bị thanh trừng. Wagner, tất nhiên họ đã có công lao rất lớn cho quân đội Nga. Họ đã thiệt hại rất lớn và Prigozhin chắc chắn là có công lớn hơn rất nhiều các quan chức trong Bộ Quốc phòng. Khi mà ông ta mang đến một chiến thắng quý hơn vàng cho Tổng thống Putin trong cái lúc mà quân đội Nga bắt đầu đang là nao núng rồi. Và ngay trước cái chiến dịch phản công của Ukraine, cái chiến thắng mà giành lấy trung tâm Bakhmut nó có ý nghĩa rất lớn. Thế nhưng mà ông ấy đang đối mặt với cái việc là xung đột và làm mất lòng của Putin. Trong một cuộc thảo luận và phỏng vấn gần đây thì ông Prigozhin thậm chí còn đưa ra một viễn cảnh ảm đạm cho quân đội Nga, vạch ra cả hai kịch bản bi quan và lạc quan cho tương lai của Nga trong cuộc chiến. Và ông nói luôn là kết quả tích cực hơn đối với Nga rất khó xảy ra. Ông cảnh báo kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là Ukraine sẽ khôi phục lại biên giới trước năm 2014. Và điều này sẽ kéo theo việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát Crimea, một bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014. Nó sẽ mang lại ý nghĩa địa chính trị quan trọng cho Ukraine ở Biển Đen. Ông nói rằng là họ sẽ khôi phục các đường biên giới trước năm 2004 và điều này có thể dễ dàng xảy ra. Họ sẽ tấn công Crimea, họ sẽ cho nổ cầu Crimea, cắt đứt các tuyến đường vận chuyển. Rất có thể kịch bản này sẽ không tốt cho chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ sẵn sàng cho một cuộc chiến gian khổ. Đó là câu chuyện của Prigozhin. Tôi nghĩ rằng Prigozhin đang nung nấu một cái ý định gì đó, một ý đồ gì đó. Nếu không phải là để thay thế Bộ Quốc phòng thì cũng là một ý đồ muốn nâng cao cái vị thế chính trị của mình. Để đợi đến khi lúc nào mà ông Putin rời khỏi vũ đài chính trị rồi thì Prigozhin chắc chắn, bây giờ tôi có thể nói với quý vị là chắc chắn ông sẽ ra tranh cử Tổng thống. Đó là một người bạn của ông Putin. Người bạn thứ hai mà trong chương trình ngày chúng ta phân tích đó là ông Lukashenko, Tổng thống của Belarus. Mới đây thì ông Lukashenko đã đưa ra những nhận định nó cũng nói chung là cũng rất là giật mình. Ông đã tuyên bố rằng các quốc gia mà sẵn sàng gia nhập nhà nước liên minh Nga và Belarus thì sẽ được cung cấp vũ khí hạt nhân. Cái tuyên bố rất là mạnh miệng này của ông ấy diễn ra vài ngày sau khi mà ông ấy xác nhận việc là Nga đã chuyển giao một số vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Moscow đến thủ đô của họ, thủ đô của Belarus là Minsk. Ông này là một đồng minh thân cận của Putin. Và đưa ra cái bình luận này trong một cuộc phỏng vấn được phát vào hôm Chủ nhật trên kênh Russia One, kênh nhà nước của Nga. Trong cuộc phỏng vấn này thì ông Lukashenko nói thế này: không ai bận tâm đến Kazakhstan và các quốc gia có quan hệ thân thiết giống như chúng tôi với Liên bang Nga. Nó rất đơn giản. Hãy gia nhập nhà nước liên minh Belarus và Nga. Đó là tất cả. Bạn sẽ có vũ khí hạt nhân cho tất cả mọi người. Thế thì cái hiệp định mà thành lập nhà nước liên minh Belarus vào năm 1999 thì nó đã thiết lập cơ sở pháp lý cho một cái liên minh rộng lớn hơn, gồm kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp, an ninh, biên giới và nhiều lĩnh vực khác. Không rõ rằng là ông Lukashenko này nói như vậy đó là cái ý kiến của riêng ông ấy hay là có một cái sự giật dây nào đó từ ông Putin hay không. Nhưng chúng ta hãy cùng phân tích vì sao ông Lukashenko lại nói như vậy. Thứ nhất, Lukashenko có lẽ là muốn rằng là không chỉ có Nga và Belarus tham gia vào câu chuyện này. Ông muốn có thêm Kazakhstan, ông muốn có thêm một số nước Trung Á nữa, Turkmenistan, Uzbekistan, mấy cái nước mà ngày xưa thuộc không gian hậu Xô Viết. Ngày xưa là những nước này là thuộc Liên Xô. Và sau khi Liên Xô tan rã, thì thưa quý vị, cuối năm 91 đó, thì các nước này họ tách ra thành các quốc gia độc lập. Và sau khi tách ra rồi thì họ vẫn sinh hoạt chung trong một cái câu lạc bộ gọi là cộng đồng các quốc gia độc lập, SNG. Các câu lạc bộ này thì ngày xưa là có cả Ukraine và nhiều nước khác, Georgia v.v. Nhưng mà dần dần thì các nước Ukraine hay Georgia họ tách ra dần khỏi cái ảnh hưởng của Nga ở trong không gian hậu Soviet đó, và họ hướng về phương Tây, ngả về phương Tây. Thế nên nó là một cái nguồn cơn cho cái cuộc chiến Ukraine lần này.
Nga không chấp nhận cái việc là các quốc gia ở trong cái cộng đồng mà ảnh hưởng truyền thống của mình là bắt tay với Mỹ và phương Tây để đe dọa an ninh của mình. Bây giờ khi mà ông Lukashenko nói như vậy thì có lẽ là ông ấy đang muốn cấu kết một cái liên minh mới giữa Nga và các nước Trung Á. Thế nhưng mà vừa rồi ở cái hội nghị Trung Á Trung Quốc thì Nga thì lại không được mời tham gia. Trung Quốc cũng đang muốn có ảnh hưởng ở khu vực Trung Á này. Và đây là cái điều mà sẽ mang đến rất nhiều cái biến số ở khu vực Trung Á. Trong tương lai gần thôi, Trung Á nó sẽ tiếp tục là một nơi mà cạnh tranh địa chính trị rất lớn ở trên thế giới. Belarus thì từ lâu người ta vẫn nói rằng là nhà nước Belarus thực chất là nhà nước Nga. Ông Putin thực chất là kiểm soát rất nhiều về Belarus. Và người ta còn nói rằng là thậm chí cái gọi là nhà nước liên minh Nga-Belarus là một cách để Nga có thể là kiểm soát toàn bộ Belarus. Và các cái đảng đối lập ở Belarus họ nói rằng là họ lo ngại cho cái tương lai của đất nước khi mà ông Lukashenko đang tỏ ra ngày càng thần phục Moscow. Những cái bình luận của Lukashenko về cái việc là cung cấp vũ khí hạt nhân cho các đồng minh có cùng chí hướng, nó sẽ làm gia tăng mối lo ngại vào thời điểm mà cái tốc độ phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu đang gia tăng, với Triều Tiên và Iran là những cái điểm nóng. Và khi mà Moscow đang đe dọa là sẽ dùng kho vũ khí hạt nhân của mình trong cuộc chiến Ukraine, vốn là đang bị chứng lại. Và ông Lukashenko vào hôm thứ Năm vừa rồi cũng đã cho biết là việc mà Nga chuyển giao những vũ khí hạt nhân chiến thuật đã bắt đầu sau thỏa thuận. Và ông đang nói là đang cần chuẩn bị các cái điểm lưu trữ. Belarus đã không có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình kể từ những năm 90 cơ. Nhưng mà họ đã đồng ý chuyển giao tất cả loại vũ khí hủy diệt hàng loạt từ thời Liên Xô đang đồn trú ở đó cho Nga, và bây giờ họ lại nhận lại những vũ khí đó. Nó sẽ mang đến những cái câu chuyện vô cùng nóng bỏng. Ông Lukashenko và ông Putin bây giờ thì đang là những người mà gọi là bị phương Tây ghét, nói thế cho nhanh. Dù là vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái an ninh thế giới nó không chỉ của riêng châu Âu, nó là của tất cả thế giới. Và nếu như mà Tổng thống Belarus nói ra được cái câu đó, rằng là các nước Liên Xô cũ có thể gia tăng khả năng phòng vệ bằng cách cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, thì nó sẽ tạo ra một cái cuộc chiến tranh lạnh mới, không khác gì ngày xưa, thưa quý vị. Không khác gì cái thời Liên Xô, khi mà quý vị biết là có hai phe, một phe là do Liên Xô dẫn đầu, một phe là do Mỹ dẫn đầu. Mỹ cũng đã triển khai rất nhiều vũ khí hạt nhân chiến thuật trên toàn châu Âu, khoảng chừng độ hơn 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật gì đó. Bây giờ khi mà Nga mở rộng cái răn đe hạt nhân của mình ra tận Belarus và một số quốc gia nữa, có thể tới đây là một số quốc gia thuộc khu vực mà cộng đồng các quốc gia độc lập, khu vực Trung Á chẳng hạn, thì nó sẽ mang đến một sự đe dọa rất lớn cho thế giới. Đây là một kịch bản mà không ai mong muốn. Thế nhưng mà cuộc chiến Ukraine nó như là một cái mồi đuốc vậy, nó đang đốt lên những ngọn lửa lớn. Dù rằng là như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là kể cả là Nga họ đang dọa dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine, thì tôi nghĩ rằng họ vẫn đang kiềm chế. Và họ chỉ đưa ra những cái lời đe dọa một cách nó hư vô như vậy thôi. Còn nếu như họ thực sự dùng vũ khí hạt nhân, thậm chí chỉ là vũ khí hạt nhân chiến thuật thôi, thì nó sẽ kích phát một phản ứng cực kỳ dữ dội từ phía NATO và Mỹ. Họ sẽ kích hoạt cái sự phòng ngự cảnh giác cao, và thậm chí có thể là có chiến tranh lớn xảy ra nữa. Một khi mà Nga dùng vũ khí hạt nhân thì nó sẽ là một cái dây dẫn thuốc nổ, là cái khối domino đầu tiên sụp đổ và khiến cho cả một cái loạt domino sụp đổ tiếp theo. Không biết là thế giới sẽ đi về đâu nếu như kịch bản đó xảy ra. Tôi thì vẫn nghĩ kịch bản đó nó thấp thôi. Nhưng cái việc mà Nga liên tục và Belarus liên tục đe dọa về vũ khí hạt nhân, nó khiến cho thế giới cũng bất ổn đấy. Không hề đơn giản đâu. Belarus thì họ nói rằng là họ để Nga triển khai vũ khí hạt nhân nhằm răn đe chiến lược để ngăn phương Tây vượt lằn ranh đỏ.
Và họ nói là phương Tây đã khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác. Nếu các chính trị gia phương Tây còn lý trí, tất nhiên họ sẽ không vượt qua làn danh đỏ này. Đây là lời của Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich, một người cũng rất quyền lực tại Belarus. Có lẽ chỉ sau Tổng thống Belarus Lukashenko thôi. Belarus thì họ luôn luôn, trong thâm tâm của họ luôn luôn có ý nghĩ là phương Tây đang chuẩn bị tấn công họ. Và họ cần phải phòng vệ. Họ nói như vậy. Và đây sẽ là câu chuyện nóng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Có một câu chuyện gần đây cũng đang khá là đáng quan tâm khi mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tái đắc cử, ông Erdogan. Đây là một cái người mà thời gian vừa rồi xuất hiện rất là nhiều. Và ông ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong cái việc là đứng ra làm trung lập cho phía Nga lẫn là Ukraine. Ông Erdogan, theo một cái kết quả kiểm phiếu đến 99% phiếu bầu, thì các hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28 tháng 5 đã dự đoán là ông Erdogan đã giành chiến thắng với 52% phiếu bầu. Trong khi đối thủ của ông ấy là Kemal Kılıçdaroğlu chỉ giành 48% phiếu bầu thôi. Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận ông ấy đã giành chiến thắng dù chưa kiểm hết 100% số phiếu. Vì ông đã qua bán rồi. Năm nay ông Erdogan 69 tuổi và sẽ tiếp tục điều hành đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 năm tới. Tổng thống Nga Putin đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng và nói rằng kết quả bầu cử thể hiện sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ với nỗ lực củng cố chủ quyền đất nước và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập của Erdogan. Còn Tổng thống Mỹ Biden cũng cho biết là ông mong muốn tiếp tục hợp tác với người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề song phương, thách thức toàn cầu với tư cách là đồng minh NATO. Ông Erdogan, ở cái vòng đầu tiên thì là hai ứng viên này bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ thì ông Erdogan đã chiến thắng. Với câu chuyện chiến thắng của ông Erdogan thì chắc chắn nó sẽ mang đến những cái ảnh hưởng chính trị. Bởi vì biết rồi, Thổ Nhĩ Kỳ là cái nước nằm trên hành lang Đông Tây, nằm ở ngã ba đường luôn. Ngày xưa nó được gọi là bán đảo Tiểu Á. Nó là một quốc gia mà quý vị thấy rằng là nằm vắt từ Á sang Âu. Phần lớn diện tích của nó là nằm ở châu Á. Còn nó có một cái thành phố gọi là Istanbul, thành phố trung tâm về kinh tế, trung tâm về kinh tế văn hóa, nó nằm ở cái khu vực mà trên bán đảo Ban Căng, ở cái khu vực gần Hy Lạp và Bulgaria đấy. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia mà trong lịch sử thì ở đây quý vị biết nó là nơi phát tích của đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman này đã từng là một trong những cái đế chế rất là hùng mạnh trên thế giới. Và đế chế Ottoman này, bây giờ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, những người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, họ đang muốn khôi phục lại danh tiếng của Ottoman. Và trong cái thời gian gần đây thì Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy chục năm qua thì họ đang dần vươn lên thành một cường quốc ở khu vực. Với vị trí địa lý rất đắc địa của mình, họ cũng là một cái nước thuộc NATO, rồi cũng có cái nền quân sự rất là tốt, đang ngày càng thể hiện cái vai trò của mình trong khu vực. Và Thổ Nhĩ Kỳ là một cái mắt xích cực kỳ quan trọng ở Trung Đông mà cả Nga và Mỹ đều muốn là thân thiện. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì họ đứng giữa, họ cũng chẳng ngả về Mỹ nhiều quá, mà cũng chẳng ngả về Nga nhiều quá. Họ giữ chính sách trung lập, có ai có lợi là họ chơi cùng. Cho nên trong các nước NATO thì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước mà thân cận nhất với Nga, thân thiết nhất với Nga. Bên cạnh đó còn có Hungary. Những cái vai trò của Hungary so với Thổ Nhĩ Kỳ thì không bằng. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia mà nó đang là một cái mắt xích cực kỳ quan trọng trong cái chiến lược ở phía đông địa Trung Hải của cả Nga lẫn là Mỹ. Quý vị hãy nhìn đến khu vực đông địa Trung Hải, nơi đó có Syria, nơi đó có Israel, nơi đó có khu vực mà Ả Rập Xê Út và xuôi xuôi sang phía đông nam là có Iran. Đây sẽ là khu vực cực kỳ nóng bỏng, đông địa Trung Hải và Trung Đông. Khu vực này chắc chắn là nó sẽ nóng bỏng hơn trong những cái năm tới. Và cái việc mà ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông ấy tái đắc cử, nó sẽ mang đến nhiều vấn đề đây. Ai cũng biết là ông này thì rất thân với Nga. Và thậm chí là trong thời gian gần đây là đã ngả về phía Nga nhiều hơn. Ông ấy cũng có những cái yêu sách rất lớn đối với việc là Thụy Điển
phải gia nhập NATO là phải thực hiện những yêu sách của ông ấy. Trước đó thì đã chuẩn y cho Phần Lan rồi. Còn Thụy Điển muốn vượt qua cái tảng đá Thổ Nhĩ Kỳ này thì rất khó đây. Nếu như là một chính phủ khác thì Thụy Điển có thể là sẽ gia nhập NATO một cách chóng vánh. Nhưng bây giờ tiếp tục là ông Erdogan cầm quyền thì con đường của Thụy Điển sẽ còn rất dài. Và nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ thì họ cũng nói rằng chế độ của ông Erdogan là chế độ độc tài, bởi vì ông ấy cũng cầm quyền rất lâu rồi. Cầm quyền đến bây giờ là 3 nhiệm kỳ rồi. Nhiều năm rồi. Và có thể ông sẽ cầm quyền đến 20 năm, hơn 20 năm nếu như kết thúc cái nhiệm kỳ này. Có một cái gì đó rất tương tự với ông Putin ở Nga, đúng không ạ? Và Thổ Nhĩ Kỳ thì đang ở trong một cái tình trạng mà nói chung là nó cũng không được tốt lắm về mặt kinh tế. Lạm phát đang gia tăng. Và cho thấy rất nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế. Trong xung đột Nga-Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đóng vai trò trung gian hòa giải. Và bản thân ông Erdogan này thì cũng đã đi trên một cái ranh giới rất là mong manh giữa việc ủng hộ Ukraine và đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Nga. Cả hai quốc gia đều nằm dọc Biển Đen, vì vậy việc duy trì cái mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của cả hai chính phủ, cả Nga, cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và chiến thắng của Erdogan có thể nó sẽ duy trì cái hiện trạng như bây giờ. Tất nhiên ông Erdogan cũng đã lên án cuộc chiến Ukraine tại Nga là không thể chấp nhận được và chỉ trích phản ứng của phương Tây đối với cuộc chiến. Phản đối việc đi xa hơn của các nước châu Âu liên quan đến các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Nhưng mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cung cấp cho quân đội Ukraine máy bay không người lái Bayraktar TB2. Trung Thổ Nhĩ Kỳ là một nước rất là phức tạp, nếu nói ra là có nhiều chuyện hay lắm. Nếu nói ra là nhiều chuyện hay lắm thưa quý vị. Có một nơi lúc nào đó rảnh rỗi tôi sẽ làm một cái chương trình riêng với cái Thổ Nhĩ Kỳ này. Phe đối lập thì nói rằng là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ và làm thế nào đó để cho ông Erdogan tái đắc cử để có lợi cho Nga. Nhưng tất nhiên đó là những cái cáo buộc mà cũng chưa có căn cứ. Và bây giờ thì quý vị hãy bình luận về những câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với quý vị. Rất nhiều điểm nóng đúng không ạ? Đừng quên đăng ký kênh, đừng quên bình luận thật nhiều và dành những lời khen ngợi nếu có thể cho chương trình của chúng tôi để giúp chúng tôi lan tỏa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.